Hello, xin mến chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì em mới có cái cơ hội để so sánh hai con bu lông đầu đặc. Đấy, nói chung là hai con này thì được đánh giá là hai con mạnh nhất ở thời điểm hiện tại đấy, của bên em nhé, chứ còn không phải là mạnh nhất trên thị trường. Đấy thì bên tay phải em là con bu lông đầu đặc DCA. Con này có mã là 03-18. Và bên tay trái em đây là con T-shirt 911. Đấy, con này thì con T-shirt 911 là con hàng nội địa của Trung Quốc. Đấy, còn con DCA đấy, nó cũng là cái dòng sản phẩm hàng nội địa của Trung Quốc được xách tay về Việt Nam các bác nhé. Đấy, hàng DCA thì nó là cái thương hiệu hàng đầu của Trung Quốc rồi. Còn con T-shirt 911 thì nó cũng không hề thua kém các bác nhé. Đấy thì về cơ bản hai con này đều sở hữu động cơ không chổi than, đều bu lông đầu đặc, đều pin 4A. Đấy, nhưng mà về phần mạch thì hai con này có đều có một vài chút khác biệt các bác nhé. Đấy, với con DCA thì nó có hai cấp tốc độ, con T-shirt 911 cũng hai cấp tốc độ. Đấy, nhưng mà con T-shirt 911 nó là con điều chỉnh được thông minh, nó dòng gọi là mạch thông minh các bác nhé. Có thể là điều chỉnh được cái lực siết, đấy, tối đa là 330 Newton. Còn con DCA thì lực siết của nó là 350 Newton. Đấy thì hai con này thì với cái mức giá của nó cũng xem nhau. Con DCA thì giá là 1.800.000, còn con T-shirt 911 thì giá của nó là 2 triệu. Đấy, nó với nhau 200.000. Thì cái hộp quà tặng của cái trong cái sản phẩm này thì sẽ mỗi con đều có hai pin, một sạc, một khẩu 22 và một túi đeo. Đấy thì em cũng đã giới thiệu rất nhiều với các bác rồi, thì em không lấy ra lựa cho các bác. Đấy. Và con T-shirt 911 thì được tặng thêm một cái áo bảo hộ lao động nữa các bác nhé. Đấy, và bây giờ thì em sẽ trực tiếp em test so sánh hai cái sản phẩm này các bác nhé. Đấy, còn giới thiệu chi tiết cái sản phẩm này thì đã có quá nhiều video em đã làm rồi. Nhưng mà để so sánh trực tiếp hai cái sản phẩm này với nhau thì hiện tại là chưa có video nào. Đấy thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ trực tiếp so sánh hai cái con bu lông đầu đặc này để xem là các bác có cái đánh giá chi tiết. Đấy thì trước tiên thì con này thì em sẽ test bắn vít các bác nhé. Đấy, và em sẽ sử dụng cái bộ bộ khẩu 10 món này. Đấy, bộ khẩu 10 món nhé, em có bộ khẩu 10 món và bộ khẩu 20 món. Đấy thì bộ khẩu 10 món này thì em sẽ lấy cái con khẩu 13 nhé, khẩu 13, khẩu dài 10 phân. Đấy, em sẽ test em sẽ test bắn cái con vít dài 12 phân. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Nó dài hơn cái khẩu 10 phân này. Đấy, dài 12 phân. Và em sẽ test bắn cái con này để xem con nào bắn xuống nhanh hơn, và để xem là con nào là cứ cứ tính đi, con nào mà bắn được gãy ốc. Đấy, bắn gãy ốc thì cũng coi như là đã mạnh hơn rồi. Đấy, hoặc là bắn sâu xuống nhanh hơn các bác nhé. Đấy, giờ em sẽ trực tiếp em test cho các bác cùng xem. Trước khi vào test thì em sẽ sử dụng cái đồng hồ bấm dây này nhé. Đấy, trước khi vào test em sẽ được sử dụng cái đồng hồ bấm dây, và em sẽ bấm xem con này bắn là bao nhiêu giây xong một con nhé. Đấy thì đây em sẽ test cái con 911 trước các bác nhé. Test con 911 trước. Rồi. Và em chỉnh lực là mạnh nhất nhé, 330 này, là mạnh nhất rồi. Đấy, giờ em sẽ khoan mồi trước nhé. Đấy, riêng con này thì phải khoan mồi trước các bạn, khoan mồi trước rồi mới bắn được. Rồi, rồi đã khoan mồi trước rồi nhá. Đấy, và em sẽ bắt đầu em test này. Đây, dây đây, bắt đầu này. Đấy nhá, giờ em sẽ bấm dây và bắt đầu em test này. À,
25 giây các bác nhá. 25 giây 31. 25 giây 31 gãy ốc luôn. Đấy, 25 giây 31 gãy ốc. Rồi, ok nhá. Đã xong con T-shirt 911. Đấy. Giờ em sẽ, các bác nhớ nhá, 25 giây 31. 25 giây 31, giờ em sẽ test trên con DCA. Đấy, sẽ test trên con DCA. Đây. 25 giây 31 nhá. Rồi. Các bác ơi, bây giờ em sẽ trực tiếp test trên con DCA các bác nhá, để xem con này bắn được bao nhiêu giây. Đấy. Đồng hồ đang để về 00 nhá. Và em đã khoan mồi sẵn một tí vào đây rồi. Đấy. Đấy. Tốc độ là chỉnh là cao nhất nhá. Rồi. Giờ em sẽ test trên con DCA xem là bao nhiêu giây nó xuống nhá. Rồi. Ôi, chưa xuống hết. Đấy. Con này mất 47 giây. 47 giây để xuống hết con ốc. Đấy các bạn. Đấy thì chứng tỏ là con T-shirt 911 này khỏe hơn các bạn nhé. Đấy. T-shirt 911 khỏe hơn. Đấy, nó đã giành chiến thắng rồi. Đấy thì 47 giây, gọi là còn 40 giây. Bởi vì là lúc ấy em mất 7 giây em cứ nghĩ là nó bắn xuống rồi. Đấy, gọi là còn mất là 40 giây, mà con kia mất có 25 giây. Thế là nó, con kia nó nhanh hơn khoảng cỡ 15 giây các bác nhé. Nó nhanh hơn khoảng cỡ 15 giây. Đấy các bạn. Con T-shirt này thực sự là rất chi là mạnh các bác nhé. Đấy, qua một cái bài test game nặng này, đấy thì anh em cũng thể biết được rồi. Đấy, con T-shirt 911 rất chi là mạnh. Đấy, nó mạnh hơn con DCA đầu đặc. Đấy, nó mạnh hơn con DCA mã 3-18. Đấy, thực sự là anh em nhé, em test bắn con ốc này ở trên cái miếng gỗ này, nó còn lặng tải hơn. Anh em vặn mở bu lông nhé. Đấy, con ốc này là con ốc dài 12 phân. Đấy, nhưng mà với con ốc dài 12 phân này bắt trên một cái miếng gỗ, gỗ này là gỗ cứng, không phải là gỗ mềm. Đấy, rất chi là cứng. Yêu cầu lực siết là phải cực kỳ mạnh thì nó mới có thể siết được. Đấy thì con DCA đã mất tới khoảng 40 giây. Đấy, còn con T-shirt 911 nó chỉ mất có khoảng 25 26 giây thôi là đã bắn xong rồi, hoặc là gãy ốc. Đấy, nhưng mà cũng khẳng định với các bác là không phải là độc qua một cái bài test này mà khẳng định 100% đấy là khỏe hơn rất nhiều. Đấy, nó chỉ nhỉnh hơn thôi, bởi vì con ốc này nó cũng tùy là nhiều loại ốc nhé. Cùng con ốc giống như nhau nhưng mà con ốc đây chẳng hạn người ta gia công nó kém hơn đúng không, thì có thể là nó bị gãy. Đấy, đấy cũng là một cái gọi là để mình dễ hiểu chứ không phải là cái gì cả. Vì chất lượng của từng con ốc này thì không thể khẳng định được 100% là đều giống nhau. Đấy, nhưng mà qua cái bài test này thì em dám khẳng định với các bác là cái lực siết trên con T-shirt 911 đấy, khi em được trải nghiệm thực tế thì em thấy nó sẽ mạnh hơn con DCA mã 3-18. Đấy, con DCA mã 3-18 không phải là con yếu, nhưng mà khi mà đứng so sánh với cả con T-shirt 911, con DCA này nó sẽ yếu hơn. Đấy, khẳng định với các bác thế nhé, nó sẽ yếu hơn. Đây là em đã chỉnh hai con về mắc gọi là cái lực siết mạnh nhất rồi. Đấy, tốc độ cao nhất rồi. Đấy thì con 911 nó sẽ mạnh hơn. Đấy, sau có 20 mấy giây nó đã bắn đứt được ốc rồi. Đấy. Còn con này thì mất khoảng 40 giây để xuống được ốc hết. Đấy, chứ không không phải là, nhưng mà cũng khẳng định lại các bác là con ốc này nó tùy từng loại nhé. Gọi là cùng một loại em mua, nhưng mà trên mỗi con ốc này thì chất lượng của từng con nó cũng sẽ có sự thay đổi nhất định. Chứ không phải là ví dụ như con T-shirt 911 nó vừa, cái con ốc mà em vừa bắn vào rồi ấy,
nó còn ốc nó yếu chẳng hạn. Đấy. Thì nó bị gãy. Đấy, con này cái con DCA test thì con ốc nó tốt hơn, nó không bị gãy thì mất 40 giây nó xuống được. Đấy. Thì qua một cái bài test này thì em cũng muốn nói cho các bác là giữa con T-shirt 911 và con DCA thì gọi là 19-10 các bác nhé. 19-10. Đấy, không có sự chênh lệch nhau quá nhiều. Đấy, không có sự chênh lệch nhau quá nhiều đâu. Đấy, bởi vì khi đã test thực tế này thì em là người trực tiếp em làm. Em trực tiếp em test thì em đã cảm nhận được nó dễ dàng hơn. Đấy, còn cái đồng hồ để chúng ta đếm giờ nó cũng chỉ là cái cơ sở để chúng ta dựa vào đấy để chúng ta đánh giá thôi. Đấy, nhưng mà về trên thực tế về bấm giờ thì con T-shirt 911 đã giành chiến thắng, con DCA đã thua. Đấy, nhưng mà về cơ bản thì khi mà em test thực thực tế hai cái sản phẩm này thì em khẳng định với các bác là hai con này 19-10 không hề thua kém nhau đâu nhé, không hề thua kém nhau nhiều. Đấy, có con T-shirt thì có chăng thì mạnh hơn một tí xíu thôi, không mạnh hơn con DCA 3-18 nhiều đâu, mạnh hơn một tí ti thôi, gọi mạnh hơn là một cái móng tay thôi. Đấy các bác nhé. Đấy thì các bác có nhu cầu về hai cái dòng bu lông đầu đặc siêu khỏe này thì các bác có liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0982 826 628 nhé. DCA đấy là có giá là 1.800.000, T-shirt 911 là 2 triệu. Đấy thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Đấy, em xin chào các toàn thể các bác nhé. Các bác xem clip thấy hay thấy bổ ích thì các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em nhé. Vâng, em xin chào toàn thể các bác.